Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại ha. Ở video lần trước mình đã chia sẻ cho các bạn là các hướng làm sao để code tốt hơn, làm sao để tư duy tốt hơn và làm sao để nhìn nhận một cái vấn đề nào đó hay là khi code chúng ta hiểu như thế nào vân vân và vân vân. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm các thuật ngữ về trong ngành nên biết. Giả sử các bạn học xong HTML, CSS, các bạn đi làm về web á, thì các bạn biết là các bạn đang làm vị trí gì hay là các bạn đang ở trình độ nào. Thì có rất là nhiều thuật ngữ, ví dụ á người ta hay gọi là trang web thì tiếng trong tiếng Anh sẽ là website. Rồi các bạn mới ra trường á, các bạn thực tập á thì người ta sẽ gọi là intern ha. Intern mình có thể viết ra như thế này. Intern ha là viết tắt của internship á, tức là thực tập viên. Rồi khi các bạn mà trình độ các bạn có lên một chút nữa hơn intern á thì các bạn lên là fresher. Tức là lúc này các bạn cũng có kiến thức cơ bản rồi, cũng có khả năng làm việc rồi. Sau một thời gian dài giả sử làm tùy tùy mỗi người thôi nha, không phải ai cũng là như nhau. Thì các bạn sẽ lên trình độ lên một chút, tức là giỏi hơn một chút nữa thì các bạn sẽ lên là junior. Sau đó các bạn lại code nhiều, các bạn lại lên lên nữa thì các bạn sẽ lên là middle, và cuối cùng các bạn sẽ lên mức cao, mức theo mình cảm thấy cao nhất á là senior, tức là lâu năm lắm rồi. Thì như trình độ của mình đó thì mình ở khoảng là senior đối với HTML và CSS thôi ha, thì là mình đang ở trình độ này tại vì mình code cũng khá là nhanh và rất là nhiều, và khả năng research nữa rất là quan trọng. Tức là khi chúng ta research một cái vấn đề nào đó thì cái senior hay là middle hay là junior hay là fresher hay là internship á thì nó khác nhau lắm. Thường những senior á như tụi mình á, tụi mình sẽ research rất là nhanh và tìm ra hướng giải quyết rất là nhanh luôn, cũng như là đề xuất được rất là nhiều phương pháp để làm. Thì research thì các bạn sẽ research ở Google thôi, các bạn có thể vào Google gõ một phương cách nào đó, giả sử á, các bạn phải có tiếng Anh nữa thì các bạn phải search được là à làm sao để giải quyết vấn đề này đó, các bạn gõ tiếng Anh thì nó sẽ ra rất là nhiều trong web như là Stack Overflow chẳng hạn đó, Stack Overflow là một trong web về lập trình ha, tức là những câu hỏi liên quan đến lập trình á, người ta hay hỏi trên này rất là nhiều và có rất là nhiều câu trả lời hay và chất lượng. Thì các bạn có thể lên đây tìm những câu hỏi mà các bạn muốn, những câu hỏi của các bạn sau đó thường là có trên này hết, hầu như là developer đi lại ai cũng gặp rất là nhiều vấn đề này vấn đề kia, thì khi các bạn sau đó chắc chắn thế nào cũng có thôi ha. Rồi khi các bạn làm về giao diện thì người ta hay gọi các bạn là làm về phía front end, thì đó người ta gọi là front end developer, là front end developer ha. Còn nếu các bạn về làm về cơ sở dữ liệu, làm về hệ thống, làm về server rồi đó thì các bạn sẽ làm về tức là về xử lý database rồi đó thì các bạn sẽ là gọi là backend developer ha, backend developer. Rồi các bạn làm về phía server, làm về phía deploy rồi các kiểu á thì hiện tại người ta hay gọi là phía server hay là DevOps á, nhưng như là mình nhớ không lầm là DevOps thì phải đấy. Rồi nếu các bạn làm về thiết kế hình cho hình ảnh hay là thiết kế banner rồi thiết kế website á, thì nó sẽ có rất là nhiều, trong đó sẽ có là graphic design hay là UI UX designer, UI UX interaction đó, rất là nhiều. Rồi các bạn sẽ làm việc với những người là kiểm thử phần mềm để chúng ta để xem thử chúng ta đã code đúng chưa, ra kết quả đúng chưa, thì cái đó là người ta gọi là tester ha. Đó. Rồi có nhiều người quản lý dự án nữa, người ta sẽ gọi là PM ha. PM là hình như là project manager hoặc là management. Đó, tức là quản lý dự án ha. Rồi thì các bạn chú ý ha, khi chúng ta làm về web thì chúng ta phải gọi chữ web cho đúng ha, chữ web là WSB ha, chứ không phải là WAD ha. Các bạn mà ghi WAD là trên mấy cộng đồng là thế nào cũng bị vô cà khịa cho xem, rất là quan trọng ha. Hoặc là khi các bạn học một cái thư viện hay một cái gì đó thì các bạn hãy nhớ cái tên của nó cho nó đúng, để khi các bạn hỏi trong các cộng đồng á, các bạn ghi tên đúng á thì các bạn sẽ người khác sẽ hiểu và sẽ giúp đỡ cho các bạn. Ví dụ các bạn học về Bootstrap để chưa thư Bootstrap đi ha, đó để chia layer mà các bạn lại vô cộng đồng các bạn đăng là Bootstrap như thế này chỉ có chết thôi. Thì lúc này người ta nhìn vào ô thằng này nó chả biết cái gì à, ghi cái tên còn sai thì làm sao mà học kiểu như vậy. Thì những cái thuật ngữ này á thì các bạn nên biết thôi ha, không không tức là nên biết để biết là mình đang ở đâu, tức là mình đang làm front end hay là mình đang làm back end, mình làm DevOps. À ngoài ra thì còn có cái nữa là full stack. Full stack á là làm tất cả luôn từ A đến Z luôn, làm cả front end, tức là các bạn vừa code giao diện, các bạn vừa code hệ thống, server, backend, API, rồi các bạn là deploy lên server nữa, đó là gọi là full stack, tức là làm từ A đến Z luôn. Còn như mình á, bản thân mình đang dạy các bạn đây này là mình chỉ theo một mình front end thôi, cũng rất là nhiều lắm rồi.
rất là nhiều ha. Đó thì đây là những cái thuật ngữ trong ngành mà các bạn nên biết thôi ha, để các bạn biết là à, mình đang ở trình độ nào, mình ở mức độ nào, mình đang làm nghề gì, à, mình có những cái người khác làm nghề gì, mức độ nào, à, hay là những người làm việc với mình là ai, vân vân và vân vân. Ok, video chia sẻ này tới đây thôi ha, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.